Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Nay kênh bất động sản của anh Bất Động Tài Vũng Tàu sẽ review lô đất ở thị trấn Long Điền nhé. Mặt tiền đường quy hoạch số 8 luôn nha mọi người. Đấy, mình quay cho mọi người thấy đấy, đường quy hoạch số 8, đường này rộng 18 m, vỉa hè thoải mái nhá, rộng rất rộng. Đấy. Mình quay ra khu đối diện đấy là trường trung học phổ thông Trần Quang Khải đó. Còn phía bên cạnh bên tay phải đấy thì là ngân hàng Agribank. Ở đây khu vực xung quanh toàn xây biệt thự hết nha mọi người. Mình đã quay trước lô đất đây, lô đất đang đổ sàn lấp, xăng lấp nó dở đấy. Diện tích của nó là mặt tiền đường là 10 m, phía sau nửa hầu là 1664 nhá. Tổng diện tích là 664 m, có 100 m thổ cư. Vị trí rất là đẹp nha mọi người. Đây là mình thấy họ san lấp, chứ nếu như mình để làm tầng hầm thì nó rất là hợp lý, vừa đẹp vừa đỡ tốn kém để san lấp. Mình quay khu vực đây, mình quay đường này được cái toàn bộ là xây biệt thự hết nha mọi người, rất là đẹp. Đây, mình zoom lại cho mọi người thấy xây biệt thự ra. Lô này cực kỳ hiểm nhá mọi người, ở thị trấn Long Điền mà bây giờ còn lô diện tích lớn là cực kỳ hiểm luôn. Đây. Đó. Rồi. Từ đây lại chợ Long Điền là mình đi khoảng tầm 10 phút đi bộ nhá. Quay xuống từ đấy xuống bến Long Hải thì mình cũng chạy khoảng tầm 15 phút là tới. Rồi ok, anh em nào thiện chỉ thì liên hệ mình số điện thoại 0987068679 nhé. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.